Cuối tuần qua, bầu trời ở thành phố Chu Sơn thuộc tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc đã chuyển sang màu đỏ. Ngoài màu sắc khác lạ, cả thành phố bị sương mù dày đặc bao phủ. Video hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về bầu trời đỏ thẫm như máu khiến cho nhiều người cảm giác ớn lạnh. Một số người cho rằng ngày tận thế đang đến gần. Cũng có ý kiến cho rằng bầu trời đỏ là kết quả của một đám cháy. Nhưng các nhà chức trách lại cho biết không có đám cháy nào tồn tại. Ngay sau đó, các nhà khí tượng học địa phương đã truy tìm ra nguyên nhân khiến ai cũng phải bất ngờ. Theo tờ Thời báo Hoàng Cầu và hãng tin Sputnik, ánh sáng đỏ phát ra từ một chiếc đèn trên chiếc thuyền đánh cá đang thu hoạch cá thu ở Thái Bình Dương. Một công ty ở Trung Quốc sở hữu con thuyền đã xác nhận điều này. Các nhà khí tượng học địa phương phỏng đoán rằng bầu trời đỏ thẫm có thể là kết quả của sự khúc xạ ánh sáng đỏ từ con thuyền trong những đám mây thấp. Một chuyên gia của nhóm nghiên cứu vật lý không gian thuộc Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc ở Vũ Hán cho biết, Chu Sơn thời điểm này khá nhiều mây vào tối, kèm theo mưa phùn là điều kiện thời tiết thuận lợi cho hiện tượng khúc xạ ánh sáng đỏ rộng bất thường xuất hiện. Hoạt động mặt trời và điện từ hồi cuối tuần qua diễn ra bình lặng và không có bất thường đáng kể nào. Do đó, về cơ bản có thể loại trừ khả năng hoạt động điện từ và mặt trời khiến bầu trời chuyển đỏ.